Bây giờ tôi tổ chức thi thử các bằng người cá quốc tế của BDIC nha, Hiệp hội bơi lặn biển lớn nhất hành tinh. Rồi, bây giờ các em sẽ xem bạn người cá Khánh thi thử nội dung của cái người cá trình độ 1 là sử dụng ống thở nha. Thì bây giờ em muốn nói gì? Dạ, chính là bạn người cá Khánh rất dễ thương. Rồi, Tion sẽ cho bạn người cá Khánh thi thử. Nếu mà bạn cá Khánh mà thi tốt, làm đúng yêu cầu của Tion thì Tion sẽ cấp học bổng cho bạn người cá Khánh. Nghĩa là bạn người cá Khánh không cần phải tốn tiền mua bằng người cá mà vẫn có được bằng. Các còn... bạn ơi, mình đang trang điểm cho người cá Khánh để người cá Khánh có thể đi bơi. Màu láo thiệt trời, nó làm hư clip của người ta. Rồi, bây giờ tôi mời bạn người cá Khánh lên khởi động bài tập thể dục dành cho người cá đúng cách nha. Hai kỹ năng uống lượng, nhớ rõ nha. Mấy em sẽ có hai bài tập thể dục trên bờ uống lượng nha. Nâng mông lên, thôi làm đi 3 lần thôi, hít thở đúng nha. Rồi, tốt lắm. Cho bạn người cá Khánh mấy điểm mấy em? Dạ. Mấy điểm? 10 điểm. Rồi, bài tập thể dục thứ hai dành cho người cá, ưỡn bụng trước. À, đúng rồi. Ồ, bạn người cá Khánh làm tốt quá ta. Wow, nhớ lượn cái lưng tiếu. À. Rồi, cho người cá Khánh mấy điểm mấy em? Theo em bạn người cá Khánh mấy điểm? Dạ là 13 điểm. Trời ơi. 10 điểm. 100 điểm. Trời ơi. 200 điểm. Vậy là bạn người cá Khánh làm quá tốt đúng không? Rồi mời bạn người cá Khánh đeo đuôi cá vô để tập hai bài tập thể dục dưới nước nữa. Rồi bây giờ người cá Khánh tạo ra hai lốc xoáy trên nước cho Tuyên coi nha. Hít hơi đúng kỹ thuật nha. Nâng đuôi lên hả? Ba lần thôi em ơi. Rồi, cho bạn người cá Khánh mấy điểm em? Dạ, tiêu điểm là 100 điểm. 10 điểm. 1 tỷ điểm. 300 điểm. Mấy em cho điểm gì đâu kỳ. Rồi, nhiêu? 10 điểm. Rồi bây giờ bài tập khởi động dưới nước. Động tác thứ hai, xoay người lại, úp mặt xuống nước, hít hơi vào, nổi người lên nha. Làm đúng nha, 3 lần nha, lắc đuôi nha. Rồi, mọi người cá Khánh làm đúng không nè. 1, 2, 3. Chắc em để ý coi người cá Khánh có nâng nổi đuôi ngang mặt nước không nha. Coi coi chân của bạn ấy có bị co đầu gối lại không nha. Trừ điểm bạn đó cho Tion nha. Sao Tion thấy thẳng như vậy? Rồi, cho điểm tiếp đi mấy em. Thang điểm cao nhất là 10 đó. Điểm hơn Tion chính là 0 điểm. 9 điểm rưỡi. 100 điểm rưỡi. Bắt đầu. Nói chung là các bài tập thể dục bạn người cá Khánh làm rất tốt. Bây giờ tôi mời bạn người cá Khánh bắt đầu vô phần thi chính thức, đó là bơi người cá căn bản. Kỹ thuật thứ nhất, bơi căn bản 20m nha, lắc đuôi một nhịp nha, kéo tay giống như là kỹ thuật ếch nha. Rồi bắt đầu tôi sẽ đi theo quay bạn. Các em có thể bơi theo bạn để xem bạn bơi có đúng không. Mấy em đeo mắt kiến vô chuẩn bị xuống. Bạn ở trên, bạn ở dưới, bạn ở hai bên để canh người cá Khánh. Chứ đừng có đi xuất phát cùng bạn ấy một lúc, sẽ không thấy được lỗi của bạn ấy đâu.
Đó, ai lên trước để nhìn đi. Đứng vuốt nước hai bên như Tiêu Anh hướng dẫn hồi nãy, đứng úp mặt xuống nước vuốt nước nhìn bạn đó. 1 2 3 bắt đầu. Rồi xoay người lại, không có dừng lại, đếm 1, 2, 3. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Rồi, các ban giám khảo nhí của Tiêu Anh vào bờ để chấm điểm người cá Khánh. Người cá Khánh đứng vuốt nước nghỉ mệt tại chỗ, giữ cân bằng, thả nổi. Rồi, chấm điểm cho người cá Khánh đi, bạn ấy xứng đáng nhiêu điểm em? Vi? Dạ, 10 điểm. 8 điểm, 8,5 điểm. Tại sao trời có 8,5? Dạ, bởi vì bạn đó con thấy còn hơi cung chừng. Chính Mỹ, 8 điểm. Tại sao? Bởi vì bạn ấy cái đuôi nó không có điều chỉnh cho lắm. Rồi em 36 điểm. 36 điểm hả? Cho điểm ảo hả? Rồi cũng được đây. Rồi riêng Tiêu Anh chấm ở cái phần thi bơi căn bản. Động tác thứ nhất bạn Khánh làm tốt, nhưng mà em nhớ kéo tay trường cái ngực mình lên thì mình sẽ giữ thẳng được cái đuôi, mình không có bị gập đầu gối ha. Rồi bây giờ kỹ thuật bơi người cá thứ hai là bạn phải lặn cho Tiêu Anh nha. Lặn 3 nhịp xuống độ sâu 1 mét nha. Các bạn chuẩn bị kiểm tra bạn này nha. Bài thi thứ hai xin được phép bắt đầu. Lặn 3 nhịp. Tiêu Anh muốn bạn ưỡn bụng lên trước của bài tập thể dục thứ hai nha. Rồi chấm điểm người cá Khánh đây mấy em ơi. Cái gì mà bơi mà rớt ống thở ra luôn vậy cô bé? Nếu mà đi thi là cô bé rớt chắc, không có cấp bằng đâu. Mấy bạn nhớ khi thi là mình phải bơi 100 m. Cái gì cũng 100 m. Ở bài thi lặn bạn cho người cá Khánh mấy điểm? 9 điểm rưỡi. Dạ thưa Tiêu Anh chính là 10 điểm. Cho điểm ảo hoài. 7 điểm. Rồi tại sao cho 7 điểm? Tại bởi vì bạn lặn lớn nhiều. Lúc mà đi lên thì bạn bị lặn lớn nhiều một lần. Dư một nhịp hay là... Dư một nhịp á. Thôi chứ cũng được. Ok. Em phải chưa đi. Em phải chưa đi. Rồi sao mấy em cho bạn 9 điểm rưỡi à? Bị cong chân. Vậy hả? Rồi. Em nói sai điểm. Ok, các bạn đã nhận ra lỗi của bạn Khánh như vậy là rất tốt. Lần sau mấy bạn nhớ khắc phục mấy lỗi đó của bạn Khánh nha. Nhưng mà ở phần thi này bạn Khánh cũng làm được nên Tiêu Anh cho 10 điểm luôn. Giám điểm. Tiêu Anh là giám khảo chính mà tôi muốn cho bao nhiêu điểm kệ tôi. Rồi, ở phần thi thứ 3.
Bạn sẽ lội nha, sẽ nổi trên mặt nước, tay vuốt nước 4 nhịp nha, giống kỳ thực đứng nước của người cá. Mấy bạn coi làm theo, bắt chước. Bạn này làm sai, khỏi cấp học bổng. Ừ, làm sai. Chậm gắt gao nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Bạn ấy bơi rồi kìa. Ồ, bạn ấy bơi giống như một chú cún luôn kìa. Ồ, giống gái cá quá à. Thật cù lét bạn ấy. Nổi đuôi lên, nổi. Hít hơi vào đúng để nổi đuôi lên. Kỹ thuật lội của bạn Khánh tốt nha. Rồi chấm điểm luôn nha. Rồi Dung, em cho bạn mấy điểm? Dạ là 9,8 điểm. Rồi ok, rồi em cho bạn mấy điểm Minh? Rồi em cho bạn mấy điểm? Tại sao em cho bạn có 7,5? Công chân nhiều quá. Công chân nhiều quá, còn em? Tại sao không cho bạn 10 điểm mà cho bạn... Tại sao? Thấy được điều gì ở bạn mà em không hài lòng? Nói đi. Nói. Rồi không chịu đâu, thôi khỏi luôn đi. Em chậm. Là bởi vì cái tay của bạn Khánh bị sao? Có đúng không? Đúng nhịp không? Rồi, còn em? Vậy như... Em có hai kiểu chấm, em chọn kiểu chấm nào trước? Một là chấm gắt gao, hai là chấm bình thường. Chấm gắt gao? Chấm gắt gao là 6 điểm, còn chấm bình thường là 6,25 điểm. Tại sao? Đâu có chơi. Bạn bơi không có nổi rồi lên mặt nước, không có theo nhịp. Rồi, em? Không 10 điểm. Tại sao? Mấy bạn bơi tốt mà. Rồi Tion, tới phiên Tion chấm điểm bạn. Tion cho bạn 8 điểm thôi. Bởi vì cái đuôi bạn không có nổi lên ngang mặt nước. Cái phần... Rồi, bây giờ tới bài thi cuối cùng. Mấy bạn coi nha, bài thi dưới ống thở. Sẽ cho bạn lựa chọn hai kỹ thuật. Đó là bơi hoặc là lặn. Lặn mệt lắm. Lặn mệt lắm à. Bạn lặn đi. Không có vô nước. Nếu mà tới phần thi ống thở mấy em có thể bơi hoặc là lặn nha. Nhưng mà lặn là Tương sẽ tặng quà. Nếu mà ai lặn được 100m tốt, không bị dừng lại, không bị đuối nước này kia, Tương sẽ tặng cho một chiếc đuôi cá mới. Em biết là con cá thì Tương mời được phiên thì được cá. Hả? Đuôi cá. Một cái da cá mới. Nếu mà lặn mà chìm xuống được, thở nước, nổi lên thổi nước ra được, không bị sặc trong 100m thì được tặng một cái da cá mới. Còn nếu mà mấy bạn bơi thì chỉ được đậu level 1 thôi. Phải bơi được 100m với ống thở mới được tặng nha. Rồi, bây giờ em chọn lặn hay là bơi? Lặn là có cơ hội được tặng. Các em nhớ luật thi rồi đúng không? Nếu phần này bạn mà thắng luôn là bạn sẽ được cấp học bổng người cá level 1 nha. Được tôi trao bằng. Bạn thi thử. Vậy mấy em dám thi thử không? Nãy giờ tôi nói là bạn làm luôn á. Em thi rồi, em biết rồi, người ta chưa biết. Rồi bắt đầu, 1, 2, 3. Mỗi cô ba người tôi mới đau chứ.
Đúng rồi, lắc đuôi 3 nhịp dưới nước, lặn xuống 3 nhịp, tối thiểu là 3 nhịp nha. Sau này mấy em giỏi lên, mấy em có thể tăng số nhịp. Đuôi 3 nhịp nè, 1, 2, 3 nè, nổi lên, thổi mạnh hơi ra nè, đó, nước văng ra. Đó, mấy em thấy không, bạn nổi lên mà bạn còn nước ngậm trong miệng một chút nên bạn ấy hút nước để cân bằng nước, để đẩy nước ra hết. Em cho bạn mấy điểm? 10 điểm, em cho bạn. Em cho bạn 156 điểm. Rồi, bạn Khánh làm tốt lắm nha, em cho bạn mấy điểm? 9,5 điểm. Còn em, cho bạn Khánh mấy điểm? Cho bạn mấy điểm? 7 điểm. Tại sao vậy? Co chân. Bị co chân đúng không? Rồi, Tiôn cho 9 điểm, làm tốt. Rồi, vậy là đậu rồi đó. Rồi. Nhưng mà lần sau em vẫn đi thi với mấy bạn nha. Là coi như anh cấp học bổng nhưng mà em phải đi thi nha. Chứ không phải cấp học bổng, bữa nay là thi là xong.